Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tổng phụ tư của nhân tông, sư huynh thay mặt cho hàng tỷ nhân tông đa tạ sư đệ. Sư huynh lặng lời rồi, sư đệ không dám nhận. Đệ cũng xuất thân từ nhân tộc bằng hữu của đệ. Rất nhiều người đang chiến đấu với mặc tộc ở trên chiến trường. Những chuyện này đều ở trong trách nhiệm của ta. Sư huynh, thế cục của hai tộc gần đây thế nào? Vẫn như cũ, không có gì biến đổi lớn. Chiến trường của các đại vực không ngừng có những nhân vật của hai tộc xuất hiện. Cũng có nhiều tinh anh chết trên sa trường. Trước mắt nhân tộc không thiếu thiên tài, mà chỉ thiếu thời gian mà thôi. Những hạt giống thất phẩm sớm nhất rồi cũng muốn tấn thăng cửu phẩm, vẫn cần thời gian để ổn định và rèn luyện. Chuyện đột phá này bên ngoài không có trợ lực, tất cả chỉ đành dựa vào bản thân mình mà thôi. Sư huynh, chỗ ta còn có việc, ta đi trước đây. Được, sư đệ đơn độc bên ngoài nhất định là phải cẩn thận. Mong là sẽ có một ngày đến lúc ta quay về, sẽ có thể nghe được tin tức tốt. Bên ngoài sơ thiên đại cấm, Phục Quảng tiền bối, sơ thiên đại cấm bị sao vậy? Là Dương Khai tới, chuyện này vô cùng cấp bách. May là Ô Quảng và Thoái Mặc Quân cũng không tệ, cũng có thể duy trì cục diện này. Nhưng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không thấy dấu hiệu của mặc tộc yếu đi. Dường như giết mãi không hết, diệt mãi không sạch. Chỉ cần một ngày mặc không chết, thì mặc tộc mãi mãi không hết. Hắn chính là cội nguồn. Tiền bối bảo trọng, sau này nếu có chỗ nào cần thiết, tiền bối cứ việc phân phó. Bây giờ mấy trăm năm trôi qua rồi, vật tư trên tay của Nhược Tích e rằng đã tiêu hao kha khá rồi, ta phải đi xem. Hỗn loạn tử vực. Dương tiểu đệ, người thật sự phí tâm phí sức đấy, chạy một đoạn đường xa như thế tới để đưa tài nguyên cho Nhược Tích. Cũng nhờ có đại ca đại tỷ vô cùng coi trọng việc tu hành của Nhược Tích, những năm này luôn giúp giám sát việc luyện hóa tài nguyên ngũ hành, không có phút nào buông lỏng. Bản thân Nhược Tích cũng nhẫn nại đến mức cô đọng và tính cách biết khổ luyện như vậy, chúng ta cũng không thể nào làm gì được. Nàng ta tự biết chỉ có khi thực lực mạnh nền mới có thể thuộc về tia sáng lớn nhất bùng tỏa trong cuộc đại chiến. Thế nên mấy năm nay vô cùng cố gắng, thực lực đương nhiên cũng gia tăng đáng kể. Đợi đến khi Nhược Tích tu luyện thành công thì sẽ trở thành cột trụ của nhân tộc. Đại điện ở Bất Hồi Quan. Mấy năm gần đây, ta có thể cảm nhận được rõ rệt. Giao chiến giữa hai tộc đã khốc liệt hơn, thế cục cân bằng trước mắt chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Đây là tiếng của vương chủ đại nhân. Đại nhân, có chuyện gì vui hay sao? Không sai, là có chuyện vui thật. Các ngươi đoán xem, chuyện vui này từ đâu mà ra? Ở chiến trường trước mắt, mặc tộc đại thắng giết chết vô số nhân tộc. Manaza, ngươi thấy sao? Chẳng lẽ là phía sơ thiên đại cấm có tiến triển gì sao? Không sai, Manaza đúng là thông minh. Đúng là phía sơ thiên đại cấm có tiến triển rồi. Làm sao ngươi đoán được? Ấy, mấy năm nay trong tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một tay ta xử lý. Nếu ta không đoán ra, nếu là tin tức ta không nhận được thì chắc chắn là không phải chuyện trên chiến trường. Ngàn năm trước, đại nhân từng nói, nhân tộc ở sơ thiên đại cấm đang nghĩ cách để phá đại cấm. Hôm nay đại nhân vui như vậy, chắc chắn là tin tức tốt nhất truyền về. Mông Khuyết cũng học theo Mana ra nhiều vào, đối phó với nhân tộc phải động não nhiều vào. Khẩn tuân theo lệnh của đại nhân, Mông Khuyết xin ghi nhớ. Đại nhân, sơ thiên đại cấm, bên đó truyền tới tin tức gì vậy? Có một toán nhân tộc đã thành công xâm nhập vào sơ thiên đại cấm.